Em ghi lại cho chị cái chỉ tiêu 43 đi, là đang được hỗ trừ là 73 626008 đi. không 73 626008. Ờ, 008. Sau đó em mở tháng 8 năm 2011, nhưng mà tờ khai bổ sung đấy. Giờ em sẽ làm thao tác cho chị là gì? Thêm. Em làm luôn đi cho nó quen. Chỉ được sửa trên tờ khai bổ sung là một này. Nếu mà thiếu người ta cộng vào này, thừa ta trừ đi này. Sai ở đâu người ta điều chỉnh ở chỗ đó này. Sau đó mình sẽ điều chỉnh thêm số 1 đằng đầu em ạ, bởi vì thiếu hóa đơn giá trị 1 tỷ mà. Không đánh được à? Nhấn nút ghi. Như vậy, đầu tiên ấy, ban đầu là em được khấu trừ là bao nhiêu? 73 triệu. Rồi, sau khi em thêm 100 triệu tiền hóa đơn bán ra thì lúc này không được khấu trừ nữa. Thì Mà đóng nào. lại làm sao nhỉ? Thì đóng đi. Phải nộp thêm 26 triệu 373992 nữa đúng không? Vậy lúc này mình có phải nộp ngay cái số thuế này vào ngân sách nhà nước không em? Có, và đồng thời tính nộp phạt. Bởi vì sao? Khi mình điều chỉnh đi số thuế giá trị gia tăng bán ra ảnh hưởng đến cái phần thuế phải nộp này, cho đó em phải nộp 26.373.992 này vào ngân sách nhà nước. Em hiểu không? Đồng thời làm gì nữa? Đầu tiên mình tưởng rằng là nếu như mình không khai hóa đơn 100 triệu tiền thuế này thì mình tưởng rằng mình được khấu trừ là 70 mấy triệu. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình phát hiện ra thì mình phải lấy cái số tiền đang được khấu trừ mà thực ra không được khấu trừ đấy, điều chỉnh vào chỉ tiêu 37 ở tháng mà mình phát hiện ra sai sót, ví dụ với tháng 11, để làm gì nhỉ? Để nó làm giảm cái số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đi đúng không em? Vì thực ra mình có được khấu trừ không? Không, đúng rồi. Em hiểu chưa? Đúng. Đúng rồi, chính vì mình đã phải nộp phạt 26 triệu rồi đúng không? Cho nên là mình chỉ được giảm, mình chỉ điều chỉnh cái phần còn lại thôi của 100 triệu mà trừ đi 26 triệu này. Em hiểu không? Chứ còn là chỉ tiêu ở 37 thì không cần phải ghi vị trí nữa có nhỉ? Có chứ, chỉ tiêu 37 mình phải ghi giảm cái phần thuế giá trị gia tăng được khấu trừ ở tháng 8. À thôi, Đúng không sao nhỉ? đúng trước rồi. Bởi vì thực ra khi mà mình khai 100 triệu này vào Chị tháng 8. bạn ghi ở chỉ tiêu 38 chứ chị hả? 37 giảm thuế mà em. Nhưng chị tăng thuế, 37 là tăng thuế. Ừ, 37 đấy là nó nói tăng thuế, nhưng mà tăng thuế nhưng mà chính là giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Tức là tăng thuế phải nộp đấy. Em hiểu không? Tăng thuế phải nộp hay còn gọi là giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Em cứ nhớ cho chị là chỉ tiêu 37 là để làm giảm thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Chỉ tiêu 38 là sẽ làm tăng thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ. Đó. Em hiểu, thật sự hiểu bản chất của cái bài toán này chưa nhỉ? Của cái trường hợp này chưa nhỉ? Ừ. Nó cũng dễ đúng không? Không khó lắm, nhưng mà mình cứ tưởng tượng ra cơ đúng không? Tại sao chị lại không điều chỉnh hẳn 100 triệu? Bởi vì 26 triệu mình đã nộp vào ngân sách nhà nước rồi, đúng không? Bây giờ mình chỉ còn lại là có 73 triệu mình phải điều chỉnh thôi, mà nó đúng với cái chỉ tiêu 43 ở trên tờ khai của tháng 8. Vì như này em cứ tưởng tượng, vì lẽ ra nếu như mình kê khai luôn ở trong tháng 8 thì mình đã nộp nộp 40 triệu 26 triệu này ở ngay tháng 8 rồi, chứ không phải đến bây giờ mình mới nộp nữa, đúng không? Cho nên mình mới phải nộp và mình tính nộp phạt và mình điều chỉnh cái phần giảm đấy vào chỉ tiêu 38. À 37 xin lỗi em. Được chưa? Trường hợp 3 xong chưa? Vậy thì em sẽ thống hệ thống cho chị là ba trường hợp trên nhá. Nó là đều làm giảm số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Đều ghi vào chỉ tiêu 37. Tuy nhiên mỗi trường hợp nó sẽ có một đặc điểm khác nhau. Vậy mình sẽ sang trường hợp 4 này. Lại là một trường hợp ngược lại với trường hợp 3 trên, có nghĩa là gì nhỉ? Sẽ làm đúng. Đúng rồi. Trường hợp này mình sẽ làm như sau. Em đang
kéo xuống một tí đi. Trường hợp 4, người nộp thuế lập hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh này, làm tăng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ và đồng thời làm giảm số thuế giá trị gia tăng phải nộp, thì số tiền thuế phát sinh ở chỉ tiêu 40 đã nộp vào ngân sách nhà nước sẽ được theo dõi riêng để bù trừ cho các phần nộp tiếp theo. Số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ phát sinh ở chỉ tiêu 43 do việc điều chỉnh bổ sung thì sẽ được ghi vào chỉ tiêu 38 trên tờ khai thuế của tháng phát hiện ra sai sót. Đọc thì dài dòng khó hiểu đúng không? Đọc bao giờ em thấy rất là khó hiểu, nhưng mà đến khi em cứ làm ví dụ là em sẽ hiểu. Đó, ngược lại hoàn toàn với trường hợp trên, em mở tờ khai tháng 7 ra. Tờ khai tháng 7 nguyên bản đây đúng không em? Em kéo xuống em ghi cho chị cái số tiền đang được khấu trừ là bao nhiêu? 140.714.208. Em ghi đi. 140.714.208. Bây giờ nhá, giả sử như là kế toán làm tờ khai tự nhiên là sơ suất nhá, chỉ đánh mỗi chỉ tiêu 24 thôi mà lại động tay vào đây, xóa luôn chỉ tiêu 25, nhấn nút ghi. Tờ khai vẫn bảo là dữ liệu ghi đã thành công đúng không? Không để ý và in cái tờ khai này ra đi nộp đúng không? Vậy thì mình sẽ phải nộp thuế bao nhiêu? Ngay tại thời điểm đó mình có phải nộp thuế luôn không? Nộp luôn. Bởi vì thông luật thuế quy định là gì nhỉ? Kê khai và nộp thuế, cho nên em kê khai xong em phải nộp thuế luôn. Chỉ trừ những trường hợp là có thông tư và nghị quyết nào đó. Giống như vừa rồi hôm nọ chị giảng em là gì đấy? Thông tư 83 và nghị quyết bao nhiêu đấy? 13 đúng không? Quy định là tháng 4, tháng 5, tháng 6 em được gì nhờ? Gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng trong vòng 6 tháng. Thì lúc đó em mới được gì? Để cái số thuế này nộp trong vòng, nộp sau 6 tháng sau mới được phải nộp, trong vòng 6 tháng được gia hạn. Nhưng mà với điều kiện là phải xin gia hạn phía trên nhá, đúng không? Trong cái trường hợp này mình không xin gia hạn mà không được có một cái thông tin nào ra đời trong thời điểm này thì mình sẽ phải nộp luôn phần thuế 6291500 đúng không? Thế sang tháng 11, cũng là tháng 11 năm 2011, em sẽ phát hiện ra cái số cái lỗi sai của em là đã lỡ tay xóa vào chỉ tiêu 25. Vậy thì mình sẽ phải điều chỉnh như thế nào? Em ghi lại cho chị số tiền phải nộp đi. 6291500. Rồi. Em sai ở tháng mấy? Tháng 7. Thì em sẽ mở tờ khai tháng 7 nhưng mà tờ khai bổ sung. Em làm gì nhỉ? Đánh lại cái chỉ tiêu 25 ạ. Đúng rồi, 203 chính xác. 629 208. Sau đó em nhấn nút ghi đúng không? Vậy thì cái tổng số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ nhá, đã kê khai là không kê khai một đồng nào đúng không? Bây giờ mình điều chỉnh tăng lên là 203.629.208 đồng. Do đó mình sẽ được khấu chênh lệch là đúng dương 203.629.208 đồng. Và sang bên tờ khai điều chỉnh này, em sẽ được gì nhỉ? Khấu trừ 140.714.208. Vậy cái số tiền mà em đã lỡ nộp vào ngân sách nhà nước ấy, 62 triệu mấy đấy nhỉ? 915 đấy. Em sẽ được theo dõi riêng để bù trừ cho các lần nộp tiếp theo. Có nghĩa là ví dụ sang tháng 12 năm 2011 em phát sinh phải nộp thuế giá trị gia tăng là 63 triệu, thì em sẽ chỉ nộp bao nhiêu tiền thôi, lấy 63 triệu trừ đi 62.915.000, em chỉ phải nộp phần chênh lệch tăng thêm mà thôi, đúng không? Dạ, 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 sao em? Khi mình theo dõi tiếng như để cuối năm là mình mua dư dứt điểm 4 dạng.
Đúng rồi, còn phần còn lại, còn phần còn lại thì em sẽ phải nộp thêm. Em phải nộp thêm luôn, đúng không? Còn nếu như trong trường hợp nhá, sang tháng 12 hay là tháng 11 em vẫn không phát sinh thuế giá trị gia tăng ấy, thì nó vẫn treo cái khoản thuế đấy để chuyển sang năm sau. Chứ nhà nước có trả lại tiền cho em không? Không trả tiền lại đâu em ạ. Cứ để đấy để khấu trừ dần, đúng không? Và cái số tiền 140 này, 714208 này, em sẽ đánh vào chỉ tiêu 38 để làm gì nhỉ? Để làm tăng cái số thuế, đúng rồi, tăng. Đúng rồi. Tại sao chị lại không bảo em đánh cái số thuế 203629208 vào chỉ tiêu bao nhiêu? 38 mà lại chỉ đánh có chỉ tiêu 140 thôi. Tại sao? Bởi vì là mình chỉ chênh lệch cái khoản mình chỉ giảm cái khoản thuế giá trị gia tăng cái khấu trừ thôi. Không phải, lúc này mình điều chỉnh, mình đã tăng lên là 203 rồi, nhưng em hiểu là mình đã được gì nhỉ? Mình đã nộp lỡ 62915000 này vào ngân sách nhà nước và được để được bù trừ cho các lần tiếp theo rồi, đúng không? Thì bây giờ mình chỉ còn điều chỉnh tăng cái phần 140 triệu thôi, đúng không?